Thúy Nga hân hạnh giới thiệu bạn đọc truyện ngắn Dòng, Dòng sông hờ hững. Qua sự diễn đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, kịch sĩ Hồng Đào và Quang Minh. Mọi thứ tin đồn vây quanh ông Cường. Có người bảo ông trốn nợ, bán tống bán tháo căn nhà ở thị xã Nha Trang, lặng lẽ đem vợ con về đây lập nghiệp. Người khác lại đồn ông là chủ hụi ở miền Trung, giật tiền thiên hạ bỏ đi. Bà chủ nhà máy xay lúa Huỳnh Lợi thì quả quyết ông Cường là huyện đề bị phá sản, không trả nổi những người trúng số, đành phải rời Sài Gòn tìm nơi ẩn cư. Mà người ta thắc mắc cũng phải, bởi vì xã Long Hưng này vốn nằm dọc theo quốc lộ số 4 thuộc phạm vi chi khu Cái Bè. Từ xưa đến nay chỉ toàn người địa phương sinh sống. Bỗng dưng xuất hiện hai vợ chồng và hai đứa con ông Cường, một gia đình Bắc Kỳ di cư duy nhất lạc lõng đến đây, ai không lấy làm lạ. Người ta sầm sì theo dõi, và để nhấn mạnh về gốc gác của ông, có người bắt đầu gọi ông là thằng cha Bắc Kỳ cho dễ phân biệt. Buổi sáng hôm ấy, ở quán cà phê đầu chợ, chị Năm thông báo cho khách hàng bản tin quan trọng. Trời ơi, thằng cha Bắc Kỳ mới mua căn nhà gạch của bà Quỳnh Lợi đó. Bản tin đột ngột ấy làm nhiều người giật mình, bởi vì căn nhà gạch của bà Huỳnh Lợi nằm trên bờ sông, cách quốc lộ chưa đầy 30 mét, vốn là dấu hiệu giàu sang nhất tại xã này. Ông Cường dám mua thì chắc chắn ông phải khá giả lắm. Chị Năm phụ đề thêm. Đó, tôi nói đâu có đó mà. Thằng cha có tiền mà, nhìn cha tôi biết liền hà. Chắc hồi đó cha làm công chức, thục két xong rồi về đây chém dè đó. Những ngày kế tiếp, nhiều người tò mò lai vãng đến trước cửa nhà ông Cường, đi tới đi lui, lấm lét nhìn vào như muốn khám phá những bí mật thầm kín bên trong cái gia đình gồm 4 người ấy. Ông Cường cũng biết thế, cho nên để họ đỡ thắc mắc, gặp ai ông cũng mời vào nhà uống nước, thăm hỏi rất tự nhiên. Ông biết mình lạc lõng, bơ vơ giữa xóm làng gồm toàn người miền Nam, nên theo đúng câu tục ngữ các cụ để lại, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ông cố gắng kết thân với tất cả mọi người, mục đích để làm người ta mau chóng quên dần cái gốc gác Bắc Kỳ xa lạ của ông. Thật sự thì thiên hạ đều đoán sai về ông. Ông không giật hụi, không thụt két, cũng chẳng vỡ nợ. Ông chỉ có chuyện bất hòa lớn trong gia đình, thề không nhìn mặt 3 người em ở Sài Gòn, nên ông bán nhà bán tiệm, vơ vét hết vốn liếng mang xuống vùng 4 lập nghiệp, dứt khoát đoạn giao với họ hàng ruột thịt. Lúc ông còn phần hồn trong nhà máy làm kem, ông thuê một thanh niên gốc miền Nam tên là Xanh phụ ông những việc nặng, đặc biệt là khuân vác nước đá và giao hàng cho những tiệm bán lẻ. 2 năm nay Xanh đã đi lính, có hôm về phép ghé thăm ông để xin tiền. Tình cờ nghe ông bàn chuyện bỏ thành phố xuống nông thôn, Xanh đã mách cho ông miệt Cái Bè, quê của nó. Cứ như lời Xanh tả thì Cái Bè là vùng trù phú lại rất tiện đường, về Sài Gòn chỉ hơn 100 cây số, mà đi sâu xuống lục tỉnh cũng chỉ qua một chuyến phà Bắc Mỹ Thuận. Ông Cường nghe lời, một mình âm thầm xuống quan sát tận mắt, ghé nhà thằng Xanh nhờ ba má nó chỉ dẫn đường đi nước bước. Ông hài lòng quay lại Sài Gòn. 2 tháng sau, bán xong nhà, ông thuê xe vận tải dọn hành lý xuôi Nam, mang theo mối hận 3 người em toa dập với nhau, chiếm mất nhà máy kem mà ông từng góp bàn tay gây dựng từ bước đầu. Cảnh mới người mới, lòng tuy chưa nguôi nỗi sầu, nhưng ông phải hội nhập hòa mình với xóm làng. Ra quán cà phê, ông vui vẻ tự giới thiệu và bắt tay từng người, thỉnh thoảng trả tiền cà phê cho thiên hạ. Thậm chí sòng sập sám đông nghẹt bên nhà máy xay lúa Huỳnh Lợi bây giờ cũng có mặt ông, nhằm mục đích là xã giao hơn là sát phạt. Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn,
ông đã hóa giải được tính hiếu kỳ của mọi người lân cận. Ông không thấy lạc lõng nữa, xóm giềng không ai ghét ông, mà trái lại, hình như còn có thiện cảm đặc biệt với ông là đằng khác. Nhưng ngay trong nhà ông, có một người buồn vô tả mà không dám nói ra. Đó là cô Liễu, con gái đầu lòng của ông. Liễu đang học lớp 11 thì phải bỏ trường theo cha mẹ lên đường. Buổi đầu về Long Hưng, cô bận rộn suốt ngày phụ mẹ cha thu xếp nhà cửa, ít có thì giờ trống trải để nghĩ ngợi. Nhưng chỉ nửa năm sau, khi cuộc sống ổn định, cô mới nhận ra một thực tế rất đen tối cho mình là nỗi cô đơn tình cảm. Ở cái tuổi 18, cô bắt đầu thấy cần một người đàn ông. Không phải cô cần một gã đàn ông bên cạnh để cầm tay, cầm chân hay cầm bất thứ, cứ thứ gì khác của thằng đàn ông đó, mà là một hình bóng để nhớ thương tô điểm cho cuộc đời. Cô nhìn quanh xã Long Hưng thì không thấy ai xứng đáng làm đối tượng. Nói đúng ra trong xã bây giờ, cô chỉ có thể lui tới những căn nhà nằm dọc hai bên quốc lộ mà thôi. Đi sâu vào chừng nửa cây số là coi như mất an ninh, nhất là khi chiều xuống. Thanh niên ở đây, nếu học được thì đã đi Mỹ Tho hoặc lên thẳng Sài Gòn ở trọ. Những người còn lại thì hoặc đi lính quốc gia, hoặc bị dụ dỗ theo Việt Cộng gần hết, chả còn bao nhiêu cho Liễu chọn lựa. Bất chợt lắm, mới có chàng công tử vườn lượn tới lượn lui chọc ghẹo vài câu cải lương, không đủ làm cô xúc động. Những năm ở Sài Gòn, Liễu là một nữ sinh thuộc loại đẹp có tiếng của trường tư thục. Lại thêm gia đình khá giả, quanh năm cô chỉ đi học và đi chơi, không phải làm bất cứ việc gì lớn nhỏ trong nhà. Ngay từ khi mới lên lớp 9, Liễu đã bắt đầu trổ mã sắc sảo. Ông thầy Anh Văn len lén tâm tư rủ Liễu đi cine ở rạp Eden hai lần. Tuổi trẻ mới lớn, Liễu bồng bột mê mẩn cả đến năm trời, cho tới khi khám phá ra ông đã có vợ và một đứa con. Dứt được ông thầy, Liễu lại quen chàng trung úy không quân gần nhà, kiên nhẫn phóng Vespa đến đón Liễu ở cổng trường, rồi cứ kè kè đi bên chiếc Honda Dam của Liễu tới tận trước cửa nhà. Liễu lại đi Bona ăn kem và vào rạp hát với anh ta những chiều thứ bảy, đắm say chuyện tình mới được hơn một năm, cho đến khi anh chàng đổi đơn vị ra miền Trung và lấy vợ ngoài đó. Nói chung, Liễu là người của thành thị, của phố phường xôn xao hoa mộng. Bây giờ về đây với kinh rạch thủy triều, với tiếng gà sao xác cái trưa, và đêm đêm chỉ có đèn dầu soi bóng hiu quạnh. Những buổi chiều buồn, Liễu thường ngồi bên song cửa ngó xuống dòng sông, đếm những cụm lục bình hờ hững trôi chậm, tắp vào chân cầu mà thấy đời mình trống vắng lạ thường. Ban đêm nghe tiếng súng của nghĩa quân từ các trạm gác hai đầu cầu bắn liên tục xuống nước, làm cô mất ngủ, và những suy tư trong bóng tối lại càng dày đặc, càng bi quan hơn. Cô nhớ đô thị, nhớ trường, nhớ lớp và thầm trách mẹ cha cô vô tình đầy ải tuổi xuân lên nơi thôn dã này. Mình cứ mãi như thế này hay sao? Câu hỏi tầm thường ấy ám ảnh Liễu ngày này qua ngày khác. Có khi cô giận hờn không nói chuyện với ai cả tuần lễ. Nhưng rồi trời cũng chiều lòng người. Một hôm, có người hùng xuất hiện. Chàng là trung đội trưởng nghĩa quân vừa dẫn đơn vị từ trong rừng ra để chấn đóng cây cầu Long Hưng ngay bên cạnh nhà Liễu. Chàng tên Nguyễn Văn Nô, thường gọi là Sáu Nô, mới 24 tuổi, trình độ đệ thất, tức lớp 7, nhưng khéo xoay sở được cái chứng chỉ lớp 10, làm lá bùa hộ mạng. Theo lịch trình ấn định của chi khu, các trung đội nghĩa quân thường luân phiên nhau, cứ 6 tháng hay 1 năm đóng đồn thật sâu trong rừng, rồi lại được đổi ra giữ an ninh quốc lộ một thời gian tương tự để dưỡng quân và huấn luyện. Đối với Sáu Nô, cây cầu Long Hưng không phải là địa điểm xa lạ. Chàng đã từng trấn thủ tại đây vài lần, và hơn thế nữa, quê quán nội ngoại Sáu Nô đều ở xã này. Đường đi nước bước, có thể nhắm mắt cũng không bao giờ lạc. Tấm bản đồ hành quân Sáu Nô cầm trên tay chỉ để trang trí cho oai mà thôi. Miền Nam khi ở vào cao điểm của thời chiến từ đầu thập niên 70 thì nghĩa quân có thể coi là thứ lính thiệt thòi nhất trong quân đội. Dĩ nhiên họ không phải đánh những trận địa chiến lớn, nhưng việc bố trí đơn vị theo từng trung đội khiến nhiều khi họ trở thành rất lẻ loi.
Vài chục người trấn thủ một cái đồn hẻo lánh nằm heo hút ở những vùng mà dân chúng đã bỏ đi từ lâu. Đường tiếp tế đôi khi cực kỳ khó khăn, cho nên khi bị Việt Cộng tràn ngập là kể như bó tay chờ chết. Hết đụng trận, họ phải chiến đấu độc lập với hỏa lực trang bị yếu kém. Đã có biết bao nhiêu trường hợp các bà vợ nghĩa quân lặn lội băng rừng vào thăm chồng, rồi phải ở lại luôn cầm súng phụ chồng đánh trả những đợt xung phong của Việt Cộng. Hỏa lực yểm trợ cho đồn khi bị bao vây thường chỉ là 2 cây pháo binh 105 ly từ chi khu, mà những năm sau này đạn dược bị giới hạn tối đa, chưa chỉnh xong tọa độ có khi đã hết cấp số. Rồi ngay cả những lúc bình thường, nghĩa là khi đồn bót không chịu áp lực công kích lớn của Việt Cộng, thì cũng vẫn thường xuyên bị du kích bố trí bắn xẻ vào cửa đồn, khiến việc ra ngoài để lấy nước, để tắm rửa cũng đã khó khăn lắm rồi. Cái nguy hiểm và cách tù túng lúc nào cũng trộn lẫn với nhau. Bởi vậy, khi được hoán chuyển ra quốc lộ là kể như thoát được cảnh giam lỏng một thời gian để xả hơi và về thăm gia đình. Lần này đổi về đây, Sáu Nô bỗng giật mình nhận ra bóng giai nhân mới lạ mà chàng chưa bao giờ gặp. Một mặt Sáu Nô sai đàn em đi thăm dò, một mặt chàng đến thẳng tiệm hớt tóc, uốn ép sấy nhuộm rất kỹ lưỡng để chuẩn bị ra mắt người đẹp. Chàng moi dưới đáy ba lô bộ đồ thủy quân lục chiến khoác lên người, đi giày bốt Mỹ, để đầu trần khoe mái tóc mới hớt. Muốn tăng thêm phần long trọng, chàng đeo cặp kiếng mát đen thui, mặc dù lúc đó trời đã về chiều. Chàng không quên cầm cây gậy tre theo đúng tác phong chỉ huy của tướng tá trong quân đội, và kẹp vào nách tấm bản đồ chấm tọa độ bằng bút đỏ chi chít trên đó. Ra tới cửa hầm, Sáu Nô sực nhớ mình quên cây súng. Chàng quay vào lấy dây ba chạc khoác lên vai, cây côn 45 kéo xệ xuống bên hông và gắn thêm 2 trái lựu đạn lủng lẳng trước ngực. Xong xuôi, chàng hét anh lính truyền tin vác máy PRC-25 đi theo đến nhà Liễu. 2 thầy trò hiên ngang tiến vào sân nhà ông Cường, ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu, rồi mạnh dạn gõ cửa. Ông bà Cường đang chuẩn bị ăn chiều, vội rời bàn ăn ra tiếp khách. Cô Liễu vừa tắm xong, đang giặt đồ lót sau nhà. Thằng em út đi câu ngoài bờ sông chưa về. Sáu Nô tự tin lên tiếng. Dạ, chào hai bác. Ông Cường ngơ ngác nhìn Sáu Nô, thấy tướng tá rất phong mà không hề có lon lá gì trên quân phục, cổ áo không bông mai mà trên vai cũng không có cánh gà. Ông không biết xưng hô làm sao vì ông chưa rành về tổ chức nghĩa quân. Thứ lính này không có cấp bậc, chỉ có chức vụ trung đội trưởng, trung đội phó và nghĩa quân viên mà thôi. Bà Cường thì nhanh miệng lên tiếng. Ê chết, rước hai thầy vào chơi. Dạ dạ, mời hai thầy ngồi tạm đây ạ. Vâng ạ. Sáu Nô nghênh ngang nhìn quanh rồi tự giới thiệu. Dạ thưa hai bác, cháu mới đổ về giữ an ninh cho cầu Long Hương này. Tới chào hai bác. Ông Cường nhìn Sáu Nô ngạc nhiên tự hỏi. Giữ cầu thì cứ việc giữ, ông có là cái gì đâu mà phải đến chào ông. Hay là Sáu Nô gặp ông để vòi tiền? Trái lại, bà Cường thì rất lấy làm hân hạnh vì có sếp lớn tới ra mắt. Bà xoa tay dè dặt hỏi. Xin lỗi, thầy đây là... À, cháu là Sáu Nô, chỉ huy trưởng nghĩa quân ở đây. Anh lính truyền tin vác máy theo sau, bực bội lườm Sáu Nô và suýt nữa buột miệng chửi thề. Trung đội trưởng mà dám tự ý đổi thành chỉ huy trưởng. Tuy vậy, anh ráng nhịn, tháo máy PRC-25 đặt sát bức vách, rồi tiến lại ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh đàn anh. Bà Cường cười hỉ hả. Thế thì quý hoa quá. Chúng tôi mới về đây, lạ nước lạ cái, chả biết ai lớn ai bé. Xin thầy bỏ qua cho. Mời hai thầy xơi tạm cốc nước ạ. Sáu Nô rộng lượng đáp. Không sao đâu bác. Ủa, hai bác ở đâu tới vậy? Ủa, ai giới thiệu cho hai bác mua ở nhà của ông Quỳnh Lợi vậy? Trời ơi, cái nhà này hết sảy rồi nha. Mới xây chừng 2 năm thôi. Hồi đó cháu cho lính tới giúp ông bà nhiều lắm. Anh lính truyền tin hầm hầm lắc đầu, chán ngấy cái trò phét lác của đàn anh. Từ rừng sâu ra quốc lộ, thời gian dưỡng sức trôi qua vùn vụt. Đáng lẽ anh phải tận dụng để về thăm nhà hoặc đi nhậu với bạn bè. Không ngờ Sáu Nô bắt vác máy theo để làm oai cho đàn anh tán gái. Sáu Nô lại tiếp tục nổ. Nằm cầu, ai cũng tưởng là ngon lắm, nhưng mà trách nhiệm lớn lắm đó.
để đặt công giật sập cầu á, ra tòa quân sự không có ngày về nha. Điều này thì có một phần sự thật, là bởi vì từ vài năm nay con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn và lục tỉnh thường bị đe dọa liên miên, khiến quân khu đã ra lệnh làm hàng rào châm bầu cột với kẽm gai, rào ngang sông đóng hẳn gầm cầu, cấm ghe thuyền lưu thông xuyên qua lại. Biện pháp này tuy có gây thiệt hại kinh tế khá lớn, vì nông dân thường chở lúa, chở củi và tôm cá bằng đường thủy, bây giờ xáo trộn hết, phải đem cả lên bờ, nhưng có thể bảo đảm một phần an ninh cho cây cầu. Mỗi cầu thường được đặt đến 4 trạm gác, hễ thấy bất cứ vật gì khả nghi trôi trên sông như cánh lục bình chẳng hạn, đều phải bắn ngay xuống bằng súng cá nhân M16 suốt ngày đêm. Nguyên một trung đội nghĩa quân giữ cầu vẫn chưa đủ, chi khu chịu trách nhiệm lãnh thổ còn tăng cường thêm một sĩ quan và một hạ sĩ quan túc trực phối hợp ăn ngủ luôn tại chân cầu để báo cáo thẳng về trung tâm hành quân chi khu khi cần. Sáu Nô tiếp tục nói miên man từ những cuộc hành quân khai quang, những tháng ngày đóng đồn hẻo lánh chịu áp lực thường xuyên của du kích, có khi cả tuần không ra ngoài để lấy nước uống. Vừa thuyết trình, Sáu Nô vừa đưa mắt vào trong, nóng lòng chờ Liễu ra để diện kiến. Ông bà Cường thì đói cồn cào, chỉ mong Sáu Nô nhấc đít ra đi. Cô Liễu ngồi dưới bếp, mái tóc còn ướt, muốn lên nhà lấy cái lược mà không dám. Anh lính truyền tin thì hầm hầm đưa mắt nhìn Sáu Nô uất hận, tưởng đi có việc gì quan trọng. Hóa ra đi dê gái mà cũng bắt đeo máy truyền tin theo. Chờ thêm nửa tiếng nữa, Sáu Nô vẫn không nhúc nhích. Anh lính truyền tin đành phải nhắc. Về đi ông ơi, sắp tới giờ tập hợp điểm danh rồi. Bộ tính ngồi đồng luôn hả? Sáu Nô dễ dãi bảo nhỏ đàn em. Mày về cầu trước đi, tao về liền. Nè, tới giờ mà tao chưa về hả? Mày nói với ông Thạch á, thay tao điểm danh giùm tao. Chờ cắt gác nữa nha, nhớ nha mày. Ông Cường thất vọng thấy Sáu Nô quyết bám trụ, không chịu buông tha trong ăn cơm tối. Nhưng bà Cường thì lại khách sáo bảo. Còn sớm mà, thầy cứ ngồi chơi, chả mấy khi thầy quá bộ đến thăm. Thực lòng thì bà Cường vốn tính hiếu khách, huống chi về định cư ở nơi xa lạ này, quen thân với vài người lính cũng là điều lợi cho gia đình bà trong thời chiến. Riêng ông Cường, từ lúc Sáu Nô bước vào, đã mang máng đoán là Sáu Nô muốn ghé để moi tiền. Nhưng đến bây giờ thì ông biết là mình đã nghi oan cho chàng nghĩa quân đa tình này. Sáu Nô tới chỉ vì con gái ông. Bởi ngồi nói chuyện với vợ chồng ông, Sáu Nô cứ liên tục liếc vào bên trong, mong ngóng sự xuất hiện của Liễu. Như vậy cũng là điểm tốt cho con ông. Ít lâu nay ông đã bắt đầu nhìn ra sự lạc lõng của con ông. Từ một nữ sinh gần song tú tài, bây giờ bị ông đưa về vùng thôn dã quạnh hiu này. Chung quanh chỉ toàn là lính với nông dân. Tương lai hạnh phúc của nó sẽ đi về đâu? Ông có thoáng cảm thấy chút hối hận, định tâm gửi con lên Mỹ Tho học tiếp, nhưng bà vợ lại không dám để Liễu xa nhà một mình. Ông nhìn lại Sáu Nô một lần nữa để đánh giá địa vị và khả năng, rồi chờ anh lính truyền tin vác máy ra cửa. Ông mới hỏi, tôi thì không dành về nhà binh, xin lỗi hỏi cậu một câu... Sáu Nô vui vẻ ngắt lời. Dạ, không những một câu mà 10 câu cũng được. Bác cứ hỏi đi bác. Ông Cường sợ chạm tự ái Sáu Nô nên vẫn ngập ngừng một tí, rồi mới khách sáo nhập đề. Cậu vừa bảo với chúng tôi cậu là chỉ huy trưởng nghĩa quân. Như vậy thì nếu tôi đoán không lầm, chắc cậu phải mang lon thiếu tá, hay là ít lắm cũng đại úy, có phải không ạ? Sáu Nô cười ngượng ngập. Dạ, không phải. Chủ lực quân với địa phương quân mới có cấp bậc thôi. Bên nghĩa quân thì lớn nhất, có nghĩa là trung đội trưởng, tức là cháu nè. Bà Cường gật gù nhìn Sáu Nô cảm phục, nhưng ông Cường thì không vui chút nào. Giả như mai kia trời xui đất khiến, con gái ông lấy một anh lớn nhất của nghĩa quân như Sáu Nô chẳng hạn, thì ra đường cũng đâu có ai biết, bởi trên cổ áo chẳng có bông mai vàng hoặc mai trắng nào cả. Ông còn đang nghĩ ngợi thì từ phía sau Liễu đi lên. Cô chờ lâu quá Sáu Nô không chịu về, nên cô đành lấy cái khăn lớn quấn quanh đầu, che mái tóc ướt rồi lên nhà. Sáu Nô mở to mắt, đứng bật dậy và nói,
Chào cô Hai. Cô Hai khỏe không? Liễu gật đầu đáp lễ. Bà Cường nhanh nhẹn giới thiệu. Đây là thầy Sáu, chỉ huy trưởng nghĩa quân, giữ chặt cái cầu Long Hưng đấy con ạ. Liễu toan đi vào buồng, nghe mẹ nói vội đứng lại và đáp gọn. Con biết ạ. Sáu nô cảm động nhìn Liễu. Nãy giờ tôi nói gì chắc cô Hai nghe hết trơn hết trọi rồi phải không? Liễu mỉm cười gật đầu rồi rẽ vào buồng. Sáu nô cũng đứng dậy giã từ, bởi vì tự cảm thấy lần đầu gặp gỡ như thế là đủ thỏa mãn rồi. Ông bà Cường tiễn khách ra mãi ngoài sân, gần sát con đường đất có hàng dừa chênh chếch trồng dọc theo mé sông. Bà Cường ân cần dặn. Thỉnh thoảng mời thầy ghé chơi nha. Sáu nô sung sướng đáp. Dạ, tới chứ. Dạ, cảm ơn bác nha. Thôi, con về nha bác. Dạ. Những ngày kế tiếp, Sáu nô mượn hẳn cái sân nhà cô Liễu làm chỗ tập họp trung đội. Buổi sáng trước khi hành quân và buổi tối khi kiểm điểm quân số, Sáu nô hò hét nghiêm nghị, dõng dạc truyền mệnh lệnh và có khi ban huấn tử rất dài dòng. Mục đích để cô Liễu bên trong khung cửa có thể nhìn thấy rõ địa vị và uy quyền của chàng mà siêu lòng ngưỡng phục. Sáu nô thích nói văn chương, nhất là khi thấy đứa em út của Liễu ngồi xổm trên thềm, kính cẩn nhìn chàng như một thần tượng của thời chinh chiến. Chẳng hạn có lần Sáu nô nói trước hàng quân. Tôi rất có cảm tình duyên với anh em, nhưng mà anh em muốn tôi tự trọng anh em thì anh em phải tự trọng tôi, đừng để tôi phải áp dụng kỷ luật. Câu nói bóng bẩy ấy hầu như ngày nào Sáu nô cũng phun ra trước hàng quân, đến nỗi thằng em của Liễu tuy không hiểu gì nhưng cũng gần thuộc lòng. 32 người lính trung đội càng ngày càng bực tức Sáu nô. Họ biết chỉ vì người đẹp mà lúc này Sáu nô đâm ra khệnh khạng. Trong quân đội, nghĩa quân là những đơn vị thường cư xử với nhau thân tình nhất, vì trước khi vào lính, phần lớn đều là họ hàng, xóm giềng đi học, đi chơi, cấy lúa, trồng vườn chung với nhau từ nhỏ. Cho nên khi nhập chung một trung đội, họ coi nhau như anh em một nhà. Thái độ hống hách của Sáu nô rõ ràng là một triệu chứng bệnh hoạn bất thường đến với họ. Khi khám phá ra Liễu đã học gần xong tú tài, nghĩa là kiến thức bao la như trời biển, nếu đem so với Sáu nô, thì chàng lại càng phải biểu diễn bạo mồm hơn, văn chương chữ nghĩa cần phải bốc mạnh hơn, giọng nói cần phải sang sảng hơn, bởi vì biết đâu Liễu chả đang núp trong nhà trông ra và lắng nghe chàng ban lệnh. Có lần chàng lại nói, yếu điểm của anh em là hay ngủ gật khi canh gác. Đêm nay tôi sẽ thân xin đi thanh tra, tôi mục đích được anh em nào bỏ gác hoặc ngủ gật khi gác, tôi sẽ dị nghị với chi khu để phạt khinh cấm. Trung đội Phó Thạch cũng như bốn ông tiểu đội trưởng bực mình chỉ muốn văng tộc. Từ ngày gia nhập nghĩa quân, đứng chung trong trung đội với Sáu nô, họ thường chỉ thấy Sáu nô ăn nói rất bình dị, ngôn ngữ miệt vườn, thân tình như bạn bè và luôn miệng chửi thề khi ra lệnh. Bây giờ thì rõ ràng Sáu nô đang muốn làm quan văn chứ không phải quan võ. Họ biết vì đâu nên nông nỗi này, cho nên thậm chí có người đâm ra ghét lây cả Liễu. Mỗi buổi chiều hành quân về, Sáu nô cho anh em về thẳng cầu Long Hưng tắm rửa ăn cơm, còn Sáu nô thì ghé vào nhà Liễu biếu xén con cá lóc, mớ cá sặc hoặc trái xoài tượng khổng lồ làm quà lấy lòng ông bà Cường. Bắt cá là nghề của Sáu. Đơn vị của Sáu hành quân ban ngày chỉ nhằm mục đích khai quang, nới rộng vùng đất trống hai bên cầu để đặc công và du kích khỏi ẩn nấp mà bắn vào cầu. Trong lúc làm công tác đó, Sáu thường lội xuống đường mương hoặc hố bom, cua tay khoắng nhẹ vài đường là có tôm cá đầy nón sắt. Cũng có hôm Sáu nô điều đình với chủ vườn, mua hẳn một cành sầu riêng nặng trĩu trái chín, khệ nể vác về dâng cho Liễu. Lúc đầu khi đến trao quà, Sáu nô thường chỉ lấp ló ngoài cửa, gọi bà Cường hoặc thằng em út ra đưa. Lâu dần, Sáu nô xông thẳng vào bếp nói chuyện với Liễu và nấn ná ngồi bên cạnh, xem cô nấu cơm. Sáu cũng để ý thấy Liễu có thói quen giặt quần áo ở bờ sông mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn. Không khi nào Sáu nô bỏ lỡ cơ hội, chàng hoãn giờ tập họp điểm danh hoặc giao hẳn nhiệm vụ đó cho trung đội phó, để một mình thả bộ xuống ven sông ngồi tán Liễu. Ngày mới gặp Sáu nô, Liễu chỉ thấy buồn cười. Lâu dần cô lại thấy tội nghiệp, và từ sự tội nghiệp ấy,
cô dành cho Sáu nhiều thiện cảm. Bà Cường thì gián tiếp khuyến khích con gái bằng một câu nhận xét rất kỳ thị. Người Nam á, bao giờ cũng thật thà hơn người Bắc mình. Ông Cường tuy không ghét Sáu, nhưng phản đối ý kiến của vợ. Chả có người nào là người thành thật hơn người nào cả. Tùy từng người, tôi đã gặp thiếu gì thằng Nam Kỳ dóc tổ mẹ. Bà Cường vẫn biện hộ lý lẽ của bà. Ông nói làm sao chứ, tôi thì tôi cứ cho là người Nam thật tình hơn người Bắc. Ít ra là họ không có khách sáo. Ông Cường nói, ừ, bà nói là không khách sáo thì nghe được. Chứ bà bảo đàn ông Nam ai cũng thành thật hơn người Bắc thì tôi không chịu. Liễu cũng có khi tham gia những bình phẩm của mẹ cha về Sáu Nô. Nhưng cô thấy rõ, cha mẹ cô có vẻ thích Sáu Nô. Cho nên cô nghĩ, nếu cần thì có thể tạm yêu Sáu Nô thử một thời gian cũng được. Thôi thì giữa chốn nhân gian bình thường ở xã Long Hưng này, có một người yêu như Sáu Nô cũng là quý rồi. Bởi vậy, một buổi sáng chủ nhật, Sáu Nô mượn Honda của thằng bạn vào tận nhà Liễu xin phép ông bà Cường để Sáu Nô đưa Liễu vô chợ quận ăn hủ tiếu. Rồi từ chợ quận, Sáu Nô đưa người đẹp trở lại quốc lộ 4, phóng thẳng xuống Bắc Mỹ Thuận, mua trái cây về biếu ông bà Cường. Ông bà Cường chiều con nên cũng không ngăn cản. Cuộc tình vừa mới chớm nở thì trung đội Sáu Nô được lệnh giã từ quốc lộ trở vào rừng. Địa điểm đóng quân cũng vẫn nằm trên bờ sông Long Hưng, nhưng cách lộ đến mười mấy cây số, nửa đường ăn thông vào Hậu Mỹ Đồng Tháp 10. Từ cầu vào đồn không có đường bộ, và muốn đi ghe thì phải nhờ tiểu đoàn địa phương quân mở đường án ngữ hai bên. Bởi vậy, khoảng cách không gian tuy gần, mà thực tế thì vẫn là nghìn trùng xa cách. Nửa năm trôi qua quá nhanh, đêm giã từ Sáu Nô đến ăn cơm nhà Liễu, rồi rủ nàng ra chân cầu tâm sự. Lần đầu tiên Liễu chiều ý Sáu. Chàng nhìn dòng nước lờ đờ chảy trước mặt, run run xin được cầm tay, tỏ vài lời hứa hẹn. Hai người ngồi trước cửa hầm bao cát, nhìn dòng nước đục lờ gợn sóng lăn tăn trước mắt. Trên cầu chiều nay vắng lặng, vì đa số anh em nghĩa quân đều tranh thủ tạt về thăm gia đình để từ giã, ngày mai di chuyển khỏi quốc lộ. Hôm qua Sáu Nô cũng đã ghé nhà, bà mẹ mua sẵn 1 kg khô cá sặc và làm một chảo mắm ruốc xào với thịt ba chỉ, đổ đầy 2 lon ghi gô để Sáu Nô mang vào đồn ăn dần. Đồn Hậu Mỹ nằm sát bờ sông, ba phía kia đều đã được khai quang, trở thành đồng trống để tránh sự ẩn núp của Việt Cộng. Toàn vùng không có dân cư, cho nên suốt thời gian nằm trong đó sẽ chẳng có gì để mua bán. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm, bà mẹ hỏi, sao? Má nghe nói mày quen con nhỏ Bắc Kỵ ngoài chợ phải không mày? Sáu Nô hãnh diện đáp, ủa, sao má biết hay vậy? Cô em gái út của Sáu Nô đã 20 tuổi sắp lấy chồng, xì một tiếng rồi đáp thay cho mẹ. Chứ, ai mà không biết, em đâu có ra chợ đâu, mà em còn biết nữa mà. Nghe nói chị đẹp lắm phong anh Sáu. Bà mẹ giải thích, thằng Thạch nó nói với má, bữa nó tới đây nó kiếm mày đó, nhưng mà mày không có gì à. Nó nói con nhỏ đó nhà giàu, ở đâu Sài Gòn xuống á, bà má nó mua căn nhà gạch của ông chủ nhà máy xây lúa Quỳnh Lợi á. Đúng không? Mày nhắm mày vô nổi nhà đó không mày? Tên ấy người Bắc khó thấy mồ à. Sáu Nô hiu hiu tự đắc đáp, má nói đúng lắm, ba má cổ kén dữ lắm. Nhưng má coi, cái xã Long Hưng này á, đâu có ai hơn con đâu. Toàn là ba cái thứ gì đâu không à. Bởi vậy con mới thương con. Bà mẹ tin lời con nên hỏi thêm, vậy chứ con cần má nói chuyện với người ta không? Ta nói để đó thôi, mai mày vô Hậu Mỹ rồi, nửa năm nữa mới ra lại hoài này. Sáu Nô xua tay, khỏi má ơi, chưa có gì đâu, má để từ từ đi. Câu nói của bà mẹ làm Sáu Nô cũng thoáng lo. Xa mặt cách lòng, nửa năm không gặp nhau, Sáu Nô nằm lì trong rừng, biết đâu ngoài này Liễu chẳng gặp người khác. Bởi vậy hôm nay có dịp ngồi bên Liễu trước giờ chia tay, Sáu Nô run run nói, anh đi rồi em có nhớ anh không vậy? Liễu mỉm cười gật đầu. Sáu Nô là người đàn ông Nam Kỳ đầu tiên nàng quen biết trong đời, cho nên cách nói chuyện, lời tỏ tình của chàng dưới mắt Liễu thấy lạ lắm. Lắm lúc nàng suýt phì cười. Nàng nói, nhớ chứ, nhưng mà anh đi có mấy tháng rồi ra lại ngoài này mà. Sáu Nô móc gói thuốc ruby quân tiếp vụ,
vỗ ra một điếu gắn lên môi và gật gù nói. Coi vậy chứ lâu lắm, ra đây thấy mau ghê đó, vô trỏng đếm từng ngày từng ngày à. Liễu tò mò hỏi. Sao anh không đi sĩ quan Thủ Đức? Ra chuẩn úy rồi từ từ mình lên lon. Nhiều người lên nhanh lắm. Ông anh họ của em này mới đi sĩ quan đây, có mấy năm mà không gặp lại, bây giờ đã lên đại úy rồi. Lính nghĩa quân không có cấp bậc, đi mấy chục năm vẫn là lính uổng lắm. Sáu Nô ngượng ngùng rít mạnh khói thuốc. Đi sĩ quan chính là niềm mơ ước của Sáu. Nhưng Sáu làm gì có bằng tú tài mà vào Thủ Đức. Gia đình Sáu Nô vốn ở sâu trong vườn, ruộng cả chục mẫu, lại thêm nghề nuôi vịt từng đàn. Nhưng chiến tranh lan rộng, dân cư sống không nổi vì mất an ninh. Quân đội quốc gia ít khi đặt chân hành quân tới, mà du kích địa phương thì thường xuyên có mặt ban đêm để thâu thuế. Khổ tâm nhất là những gia đình có con trai đến tuổi thanh niên như Sáu Nô, phải lựa chọn một trong hai thứ, hoặc đi lính quốc gia hoặc theo Việt Cộng. Nhiều người bị giằng co giữa hai làn danh, không nắm vững quan điểm ý thức hệ, cho con theo Việt Cộng chỉ vì một lý do đơn giản là được đi lính gần nhà, lâu lâu tạt về thăm. Sáu Nô có đến 7 anh chị em, mấy người anh đã lập gia đình riêng, chuyển ra gần lộ, chạy xe lam hoặc mở tiệm hớt tóc, thậm chí có người mua được sạp bán hàng tại chợ quận. Nói chung anh em Sáu Nô đều sống được. Khi Sáu Nô 17 tuổi, đại đội cơ động huyện của Việt Cộng bắt đầu đưa người đến thuyết phục Sáu Nô gia nhập. Lúc ấy, ba Sáu Nô vừa chết vì đi thăm ruộng, đạp nhầm mìn Việt Cộng. Bà mẹ khất lần rồi ra chợ bàn với mấy người anh của Sáu. Ai cũng khuyên bà dỡ nhà, bỏ ruộng, di chuyển ra gần quốc lộ trong vùng kiểm soát hoàn toàn của phía quốc gia. Bà gạt nước mắt nghe theo mua căn nhà hiện nay để sống với cô con gái út, tức là em kế của Sáu. Gia đình dĩ nhiên không còn khá giả như xưa, nhưng nhà chỉ có hai miệng ăn nên cũng không đến nỗi túng thiếu. Thời niên thiếu của Sáu Nô cũng giống như hàng triệu dân quê miền Nam ở những vùng sôi động. Khó có thể học hành đến nơi đến chốn bởi quanh năm chạy loạn. Chỉ những gia đình khá giả gửi con lên hẳn thành phố mới hy vọng thành tài về mặt khoa cử. Bây giờ ngồi đây nghe Liễu gợi chuyện đi sĩ quan, Sáu Nô thấy buồn mang mác trong lòng, nhưng không dám thú nhận. Chàng bảo. Lính nghĩa quân hả? Đóng gần nhà sướng hơn, chứ học sĩ quan ra trường đổi đi xa lắc xa lơ à, biết chừng nào mới được nghỉ phép về. Mẹ biết không, lệnh mới bây giờ đó, quân đội không cấp phép thường niên nữa, chỉ cấp sự dù lệnh đi công tác thôi. Rồi ngay sau đó Sáu Nô chuyển đề tài, bảo Liễu. Nè, em ráng chờ anh nửa năm nữa nha. Lần tới anh ra, anh sẽ nói với má anh tới nói chuyện với ba má của em. Liễu chưa hề có ý định tiến xa với Sáu Nô, nên chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Trên cầu, từ căn hầm bên kia, anh lính truyền tin vừa lao xuống gọi Sáu Nô lên nói chuyện với trung tâm hành quân chi khu. Sáu Nô vội đứng bật dậy chạy lên. Liễu cũng nhân dịp này, từ giã Sáu Nô ra về. Liễu trở lại cuộc sống quạnh quẽ của những ngày đầu chưa gặp Sáu. Cô chưa yêu Sáu Nô đến độ nhung nhớ mất ngủ. Nhưng mất đi một người theo đuổi mình, cô cũng thấy thì giờ hết sức thừa thãi. Từ trong đồn hẻo lánh, lâu lâu có chuyến đò tiếp tế từ quốc lộ xuôi dòng sông, đưa thêm đạn dược và thực phẩm vào tăng cường. Đồng thời cũng để vợ con nghĩa quân vô thăm chồng. Mỗi lần như thế, chi khu phải bố trí tiểu đoàn địa phương quân hành quân hai bên để giữ an ninh lộ trình cho đoàn thuyền. Sáu Nô đã viết đến mấy lá thư tình thắm thiết, lời lẽ cực kỳ bay bướm, nhưng rồi lại xé đi vì trung đội phó Thạch lục ba lô lấy thư của Sáu ra đọc cho cả đồn cùng nghe, rồi ôm nhau cười ngất. Về đây sống chết có nhau nên Sáu Nô trở lại con người bình thường, không khệnh khạng như lúc tán cô Liễu ngoài quốc lộ. Ba mươi mấy nghĩa quân viên dưới quyền đều nể Sáu Nô vì khi lâm trận chàng rất gan dạ, thừa bình tĩnh để đối phó và phán đoán tình hình. Đơn vị nhỏ tác chiến độc lập, những lúc gặp thử thách sinh tử mới biết tài của người chỉ huy. Đóng đồn nơi hẻo lánh, Việt Cộng thường tấn công ban đêm,
Nhiệm vụ của sáu nô và toàn thể trung đội là làm thế nào cầm cự chống trả chờ trời sáng mới có đơn vị lớn mở đường vào giải vây. Những kinh nghiệm xương máu ấy, sáu nô đã từng trải và được chi khu cũng như đồng đội đặt nhiều tin tưởng. Đêm cuối cùng ngồi với Liễu dưới chân cầu, sáu nô có xin Liễu tấm hình chụp trắng đen khổ 96. Nàng mặc áo dài đứng ở sân trường. Sáu gắn bức hình ở đầu giường, nhưng bạn bè chọc ghẹo quá, chàng lại phải lôi xuống cất vào bóp, chỉ chờ lúc vắng người mới dám lôi ra coi. Trong đồn có cây guitar và chỉ có một người biết đánh. Sau bữa cơm tối, sáu nô thường chỉ thị nó phải ôm đàn gảy cho sáu hát bài tình thư của lính. Giọng chàng ngang phè phè, nhưng vì mang tâm trạng nhớ nhung nên chàng thấy cảm động đến rơi nước mắt. Hôm có chuyến tiếp tế đầu tiên, sáu viết vội mấy chữ gửi ra cho Liễu, lời lẽ như sau: Hậu Mỹ, ngày, tháng, năm 1973. Em Liễu thương mến của anh, sao em mới có mấy bữa mà anh thấy như là ngàn năm vậy đó. Đêm đêm anh nằm trên bông xô, nghe mưa rơi trên lá, giật mình thức hoài, ngủ không nổi, tại vì nhớ em. Em ráng nha, chờ anh đó. Coi vậy chứ 6 tháng hoa màu lắm. Anh lại về với em, đừng buồn nha. Thương em nhiều, Sáu Nô. Thư chỉ có mấy dòng mà Sáu Nô cũng ráng nhét vào một chi tiết lãng mạn là nằm trên bông xô nghe mưa rơi trên lá. Thật ra thì chàng nằm giường, chứ đâu có phải nằm võng. Bởi vì trong đồn có đến mấy căn hầm bao cát rất lớn, và Sáu Nô độc chiếm căn hầm chỉ huy, có ghế bố căng mùng đàng hoàng, y như ở trại gia binh. Ngoài ghế bố, Sáu Nô còn có cả bàn, tủ đóng bằng gỗ thùng đạn pháo binh, có hình đàn bà khỏa thân dán đầy trên vách và mấy bộ bài cào để giải trí cho qua thì giờ. Nói chung, Sáu Nô chỉ buồn chứ không khổ, nhất là những ngày mới đổi vào, lương thực còn rất dư giả. Rồi một hôm, Liễu có việc phải dẫn thằng em ra trường tiểu học. Thầy giáo Tòng đang giảng bài toán đố, thấy Liễu giật mình như bị tiếng sét bất ngờ từ trời giáng xuống. Đang ngồi ở bàn, thầy đứng bật dậy tiến ra tận cửa. Liễu nói: Dạ chào thầy, xin phép thầy cho em vào lớp. Nó đi từ sáng sớm ạ, đúng như mọi hôm. Nhưng chẳng may đường trơn bị ngã, bẩn hết quần áo, phải về thay, cho nên đến trễ, xin thầy thông cảm ạ. Thầy Tòng á khẩu lặng nhìn Liễu. Lần đầu tiên thầy thấy giọng Bắc Kỳ du dương trầm bổng, có sức lôi cuốn lạ thường. Nó làm thầy thay đổi hẳn cách thành kiến bao nhiêu năm trong đầu là không ưa dân Bắc Kỳ. Ngay cả thằng em Liễu từ hôm nhập học từng là trò cười cho thầy và bao nhiêu học trò mỗi khi nó phải đứng lên trả bài, hôm nay thì thầy bắt đầu thương nó và gật gù khen tiếng Bắc phát âm chuẩn hơn tiếng Nam. Thầy nhìn theo Liễu bước ra khỏi sân trường. Cái quần đen Mỹ A còn mới, cái áo trắng ngắn cũn cỡn phía trên mông, mái tóc dài thả xuống gần vòng eo, chỗ nào thầy cũng thấy đẹp cả, bởi hình ảnh ấy ít khi thầy bắt gặp ở vùng này. Mãi đến khi người đẹp khuất hẳn sau hàng rào bông bột, thầy mới giật mình quay lại, vẫn còn thấy thằng em Liễu đứng khoanh tay chờ lệnh. Thầy âu yếm xoa đầu nó và bảo: Em vô chỗ ngồi đi, té có đau không? Thằng nhỏ trả lời: Thưa thầy, con bị chảy máu đầu gối ạ, nhưng chị con bôi thuốc đỏ rồi. Thầy cúi xuống hỏi nhỏ: Chị của em tên gì vậy? Thằng nhỏ đáp: Thưa thầy, tên Liễu ạ. Thầy gật gật cái đầu tắc tém, chắp tay sau đít lừng lững bước ra thềm. Trên ngọn so đũa ở góc sân, mấy con chim truyền cảnh kêu ríu rít làm thầy sực nhớ hai câu kiều: Ngoài sông thỏ thẻ oanh vàng, vách tường bóng liễu bay sang láng giềng. Thầy lấy thuốc cắp xăng ra hút và nhủ thầm: Liễu, chà, cái tên cũng mềm mại, giống y như thân hình, thiệt là xứng. Cùng với câu nói ấy, thầy biết đời thầy đang bước vào một rung động tình cảm mãnh liệt chưa từng thấy. Thầy Tòng xuất thân trường sư phạm Tân An, vốn quê ở Bắc Mỹ Thuận, đổi về đây đã 2 năm và đang kén vợ. Thầy dạy lớp cao nhất của trường tiểu học Long Hưng, cho nên thầy tự cho mình là thần tượng của toàn thể con nít và bà già trong xã. Thầy hớt tóc tém, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây xanh đậm, trông dáng hơi mập mạp nhưng vẫn phong nhã, nói năng chừng mực và được dân làng đa số nể nang. Thầy giao thiệp rộng lắm, cho nên ít khi phải ăn cơm nhà. Nhờ học trò đông, quanh năm thầy chỉ đi ăn dỗ cũng đã bận rộn lắm rồi.
Ấy là lúc này xã mất an ninh, thầy chỉ quanh quẩn ở những gia đình nằm sát quốc lộ mà thôi. Chứ gặp thời bình, thầy còn lội sâu vào vườn, thì hoa trái mang về chắc ăn cả năm chưa hết. Không phải thầy chỉ có lộc ăn, mà đường tình cảm của thầy cũng thênh thang lắm. Dăm ba cô gái quê, vài quá phụ trẻ từng ngỏ ý mến thầy, đề nghị nấu cơm tháng miễn phí cho thầy và sẵn sàng nằm gọn trong cánh tay vạm vỡ của thầy. Nhưng thầy còn rong chơi, chưa muốn dừng lại ở bến nào. Bất ngờ gặp Liễu, thầy Tòng tương tư nặng, người đâu gặp cỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng. Thầy sực nhớ đến hai câu kiều và chép lên bảng bắt học trò thuộc lòng. Riêng thằng em Liễu thì thầy bắt nó đưa tập cho thầy khám, bảo nó chép hai câu thơ đó thật rõ, để thật lớn và dặn phải mang về nhờ chị Liễu giảng nghĩa. Sau đó, thầy về nhà nằm trên võng, mở cuốn đoạn Trường Tân Thanh xem lại, và bất cứ câu thơ nào có chữ Liễu, thầy đều đánh dấu để lần lượt cho học sinh tập đọc. Hết cuốn kiều, thầy chuyển sang Lục Vân Tiên, mường tượng cảnh Vân Tiên ngồi tựa gốc môn mà lòng dạo dực khôn tả. Tán tình kiểu lung khởi ấy hình như không có kết quả, mà tự ý mò đến nhà Liễu thì thầy ngần ngại. Bởi vì thầy là người có chức phận, xông liều vào nhà người ta rủi đụng phải những khuôn mặt lạnh nhạt thì tự ái bị tổn thương nặng, mà không tấn công ngay, để lâu sợ lọt vào tay đứa khác thì sẽ muôn đời khóc hận. Dẫu biết rằng quanh đây chẳng có kẻ nào đáng mặt đối thủ của thầy, nhưng ái tình làm gì có quy luật. Thầy đọc rộng hiểu nhiều, thầy biết con gái mới lớn đôi khi bồng bột yêu lầm những thằng không ra gì, lúc đó thầy sẽ cay đắng đứng nhìn mà hối tiếc. Thầy quyết định nhanh, nhờ ngay bà chủ nhà máy xay lúa Huỳnh Lợi, vốn là hàng xóm cũ của thầy và bây giờ là hàng xóm của ông bà Cường, sang đánh tiếng hỏi cưới cô Liễu cho thầy. Bà Huỳnh Lợi giàu nhất xã, nhưng nể thầy lắm vì coi thầy là người khai hóa văn minh cho toàn xã. Nghe thầy ngỏ ý nhờ vả, bà lắc đầu nói: "Cha, ăn được cái đầu heo của thầy coi bộ khó dữ đà." Tuy thế bà cũng chuẩn bị những lời tán dương thầy để sang tiếp xúc với gia đình ông bà Cường. Nghe bà Huỳnh Lợi phân bày, ông bà Cường nhìn quanh không thấy ai hơn thầy Tòng. Từ chối thì hơi tiếc, mà gả chồng ngay thì sớm quá, ông bà chưa muốn. Sáu nô tuy có dáng dấp hiên ngang, nhưng là thứ lính không có cấp bậc. Dưới mắt ông bà Cường, người quân nhân ấy không được oai vệ lắm. Thầy Tòng thì khỏi vô lính, có thể sống đến già bên cạnh Liễu. Nhưng nghề dạy học không bao giờ làm giàu được, vì đồng lương thì cố định, mà vật giá thì leo thang. Bà Cường dùng kế hoãn binh nói: "À vâng, cảm ơn bà và thầy giáo có lòng để mắt đến con Liễu nhà tôi. Nhưng cháu nó còn bé, ông nhà tôi với tôi thì cũng chưa muốn cháu nó đi ở riêng. À, xin bà thư thả cho 1-2 năm nữa, cho cái thằng út nó lớn một tí đã thưa bà." Bà Huỳnh Lợi chỉ chết: Thầy giáo có hối gì đâu, ông bà ừ đã ăn tiếng là thầy vui rồi. Còn chừng nào đám cưới thì tùy thầy với cổ tính mà." Ông Cường hòa hoãn nói: "À, nhờ bà nói với thầy là tôi mời thầy lại chơi, tạm thời cứ coi như hàng xóm với nhau, không có ngại gì cả. Còn việc thầy với con Liễu thì tôi để tùy con Liễu nó quyết định." Bà Huỳnh Lợi ra về tường thuật cho thầy Tòng chuyến công du được coi là thắng lợi. Thầy mừng khôn tả, ở lớp thầy đổi tính, đâm ra dễ dãi, học trò muốn làm gì thì làm. Thầy thường ngồi nhìn qua gần trong cửa, mỉm cười vu vơ, có hôm cao hứng, thay vì cho học trò tập hát bài "Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau", thì thầy lại bắt chúng đồng ca bản "Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ", khiến ông hiệu trưởng phải chạy vội sang bảo thầy đổi bài khác. Ông hiệu trưởng mười mấy năm trong nghề, gần đây bỗng cũng trở nên dễ tính vì ông sắp ứng cử nghị viên hội đồng tỉnh, cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp và học trò. Bởi vậy ông không khắt khe như thông lệ. Nhưng cô giáo Duyên dạy lớp 4 thì nhìn thầy Tòng ngứa mắt lắm. Suốt 2 niên khóa kể từ ngày thầy về đây, cô đã thầm nuôi hy vọng thầy sẽ niên duyên cầm sắt với cô. Thầy giáo lấy cô giáo, còn cảnh nào môn đăng hộ đối hơn. Cô hình dung trước cuộc sống êm đềm hạnh phúc của hai người, bên anh đọc sách, bên nàng ngồi chơi. Nhưng thầy Tòng thì vẫn cứ lửng lơ con cá vàng, hứa không hứa mà buông cũng chẳng buông. Cô Duyên thua thầy Tòng 2 tuổi, thuộc loại con gái, nhìn thoáng thì thấy không đẹp, nhưng càng nghĩ thì càng thấy xấu. Huống chi cô giáo nào thì cũng có cái bề ngoài già trước tuổi, bởi xã hội Việt Nam bảo thủ, không cho phép các cô ăn mặc chải chuốt,
mà trái lại bắt các cô lúc nào cũng phải nghiêm và buồn, cho hợp với tác phong mô phạm. Người ta bảo ở nước ta những cô gái đẹp thường khó học lên cao, không phải hễ là người đẹp thì kém thông minh, nhưng vì đất nước chiến tranh trai thiếu gái thừa, mối quan tâm lớn nhất của các cô là lấy chồng. Do đó những nữ sinh có nhan sắc thường rụng sớm, mới lớp 9, lớp 10 đã có người vớt mất rồi. Cô Duyên đã có đến nhà thầy Tòng nằm chơi xây nước nguyên một ngày chủ nhật, hết phục dịch cơm nước giặt rũ rồi lại leo lên giường cho thầy gỡ gạc. Vậy mà thầy vẫn chẳng dứt khoát, ngỏ lời tiến xa. Cô buồn lắm nhưng không dám giận, không dám tuyệt giao với thầy, bởi trong thâm sâu cô vẫn còn nuôi hy vọng. Cho đến bây giờ thì cô biết thầy mê liễu, mê một cách điên cuồng, cô mới hoàn toàn bỏ cuộc. Cô viết cho thầy một lá thư dài, lời lẽ rất nặng nề, chửi thầy là kẻ phản bội. Thầy đọc lướt qua rồi vo tròn, ném xuống đường mương. Thầy không bận tâm, bởi nhan sắc của Duyên sánh với liễu, cũng chẳng khác chi ánh đuốc lập lòe bên cạnh đám cháy rừng. Thầy lấy được liễu thì dù cô Duyên có huy động cả lớp 4 của cô đến tận nhà mà chửi, thầy vẫn ngậm cười như thường. Một hôm thầy Tòng quyết định đến ra mắt toàn bộ gia đình ông Cường. Thầy nhung nhớ chịu hết nổi. Vì từ hôm liễu dẫn thằng em lại trường gặp thầy lần đầu, đến nay đã mấy tháng, thầy chưa nhìn lại người trong mộng. Thầy cũng có lân la ra cầu Long Hưng một đôi lần, làm bộ đứng hóng mát nhìn dòng sông thơ mộng, mắt đăm đăm ngó về nhà liễu, nhưng cả mấy lần đều không may. Liễu ở lì trong nhà. Thậm chí có hôm thầy lấy hết can đảm đi bộ ngang qua nhà liễu trên con đường đất chạy cặp mé sông, vờ việt đứng lại dưới gốc dừa, tháo chiếc giày lật úp, rũ rũ mấy cái làm như có hạt sạn lọt dưới gót. Thầy hy vọng thằng em liễu, tức là học trò của thầy, từ trong nhà nom thấy, lao ra chào thầy và mời thầy vào chơi. Nhưng lạ quá, cửa nhà liễu mở thông thống mà chắc mọi người đều ở dưới bếp. Thầy chần chờ một lúc, nén tiếng thở dài tiếp tục bước đi. 10 phút sau thầy quay trở lại và tái diễn tất cả mọi động tác cũ, nhưng vẫn chẳng có ai trong nhà liễu nom thấy. Thầy đành đi thẳng lên cầu, ngoái đầu nhìn lại rồi buồn bã rẽ xuống con lộ nhỏ băng ruộng về nhà. Thầy buông mình trên ghế bố, u sầu ca mấy câu vọng cổ thật bi ai trong vở tuồng Người Phu Khiêng Kiệu Cưới. Nằm ngẫm nghĩ một lúc, thầy bật cười tự trách mình tại sao không dõng dạc vào gõ cửa nhà liễu, nhất là bà Huỳnh Lợi đã từng đánh tiếng và cả gia đình liễu không hề có ý từ khước. Thế là thầy dứt khoát hẹn với lòng mình, tuần này sẽ lên đường. Sáng chủ nhật thầy Tòng dậy sớm, lòng lâng lâng nghĩ đến ngày trọng đại. Thầy cuộn tròn tờ nhật báo cũ kẹp vào nách, hân hoan đi ra ao cá vồ ở tận cuối vườn sau dưới tàn cây xoài cổ thụ. Xong việc, người nhẹ nhàng thanh thang, thầy quay vào nấu nước pha cà phê. Vì ở xa chợ nên thầy lười đi, lâu dần bỏ thói quen ăn sáng. Thầy ngồi ngoài hiên uống cà phê sữa đặc bên cạnh cái radio Sanio ba băng còn khá mới. Khu thầy ở chưa có điện vì nhà đèn của quận chỉ đủ cung cấp cho khu vực hành chính và mấy dãy phố quanh nhà lồng chợ mà thôi. Nhà ngoài đó đắt lắm, thầy tậu không nổi, đành vào sâu trong vườn mua lại căn nhà gỗ lợp lá của một người quen dọn lên Mỹ Tho lập nghiệp. Uống cạn tách cà phê, thầy vào nhà đẩy chiếc Honda C90 ra sân chùi rửa để chuẩn bị đến nhà người đẹp. Xe của thầy ngày hai buổi lăn trên toàn những đoạn đường đất, nhiều hôm sau cơn mưa bùn dính bết vào hai bánh, văng cả lên ống quần thầy. Hôm nay thầy phải lấy lại cái vẻ hào nhoáng cho hợp với buổi gặp gỡ long trọng này. Chùi xe xong, thầy lùi ra ngắm nghía, gật gù hài lòng, tự thưởng mình thêm một điếu thuốc thơm nội hóa. Thầy trở lại, ngồi xuống ghế bố, hút tàn điếu thuốc rồi lấy khăn đi tắm. Cũng giống như bao nhiêu gia đình lân cận, thầy Tòng không dựng nhà tắm, bởi cạnh nhà thầy có đường mương khá rộng, nước từ sông chảy vào quanh năm. Thầy đặt cái thùng phi sát mương bên khóm chuối già, múc nước lên, đổ vào thùng và lóng phèn qua đêm cho bùn đất lắng xuống. Thầy cởi quần áo ngoài, chỉ còn lại cái quần đùi màu cháo lòng vàng ố, rồi bắt đầu xối xả bông và nước lạnh. Quanh thầy chẳng có ai, vì hai nhà hàng xóm hai bên cách xa cả trăm thước lại bị ngăn khuất bởi khu vườn sum suê. Mà dù có ai đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng chẳng thèm nhìn thầy tắm, bởi đàn ông nói chung cởi đồ ra nom chán lắm. Tắm gội kỳ cọ kỹ lưỡng từ trên xuống dưới mất khoảng 20 phút, rồi thầy cuốn cái khăn vải chạy nhanh vào nhà, đứng trước tủ gương chải đầu. Lúc bôi briêng tin vào cái lược ni lông, thầy mới sực nhớ ra là mình chưa cạo râu. Thầy lại chạy ra chỗ đứng tắm, lấy xà bông thoa lên đầy mặt, rồi chạy vào tìm lưỡi dao Gillette. Hôm nay biết trước là trời sẽ nóng, nhưng thầy vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây màu đậm,
và thắt cà vạt made in Chợ Lớn giống như đi ăn cưới. Thầy quay qua quay lại tự ngắm nghía, xoay hẳn một vòng rồi gật gù hài lòng với nhan sắc của mình. Cuối cùng trước khi bước ra, thầy lấy lọ nước hoa Chanel No. 5 nội hóa, quệt vào cằm và xịt vào hai bên nách cho chắc ăn. Thầy khóa cửa, đứng lại trên thềm nhà, đeo cặp kính mát, đảo mắt nhìn quanh một cách rất tự tin, rồi lững thững xuống sân, leo lên Honda đạp máy. 15 phút sau, thầy dựng xe trong sân nhà Liễu. Tim đập thình thịch nhưng thầy cố trấn tĩnh, nhớ lại lời bà Huỳnh Lợi đã dặn. Cửa nhà ông Cường vẫn mở, nhưng thầy không thấy ai bên trong. Thầy tắt máy, dựng xe, tiến lên thềm và mạnh dạn gõ cửa. Thầy thấy rõ bàn tay mình cầm sâu chìa khóa run run theo nhịp thở. Một phút sau, bà Cường đi ra, tay cầm đôi đũa, ngơ ngác nhìn thầy Tòng, ấp úng hỏi. Thưa ông hỏi thăm nhà tôi ạ. Thầy Tòng cúi chào, tháo cặp mắt kiếng và lễ phép đáp. Dạ, thưa bác. Cháu là Tòng, thầy giáo Tòng. Bà Cường reo lên. Ôi trời ơi thầy Tòng, quý hóa quá, mời thầy vào chơi xơi nước. Trời ơi, thằng Quý nhà tôi cứ nhắc đến thầy luôn đấy ạ, mời thầy ạ. Thằng Quý nhắc đến thầy là phải, bởi vì từ ngày gặp Liễu thầy tỏ ra hết sức ân cần với nó. Không thuộc bài cũng không sao. Thầy Tòng theo bà Cường bước vô nhà, đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách khang trang, lúc nào cũng mát rượi vì gió sông thổi lên. Bà Cường bảo. Vâng, mời thầy ngồi chơi. Tôi xin lỗi, đang dở tay một tí ạ. Thầy ngồi chơi nhé, tôi lên ngay. Vừa nói bà vừa lui nhanh vào nhà trong, xuống bếp tắt lửa để lên tiếp khách. Thầy Tòng ngồi trên trường kỳ khảm xà cừ, ngước lên nhìn ở trên vách. Ở đó có treo cái khung hình chụp toàn gia đình ông Cường cách đây mấy năm, Liễu còn rất trẻ. Thầy đứng dậy tiến lại gần để nhìn cho rõ khuôn mặt người yêu. Thì bà Cường từ trong bếp bước ra, khẽ ho nhẹ một tiếng. Thầy Tòng giật mình trở lại ghế ngồi và trịnh trọng nhập đề. Dạ thưa bác, bữa nay cháu tới đây thăm hai bác. Thấy thầy có vẻ ngập ngừng, bà Cường vội đỡ lời bằng lối nói khách sáo thường lệ. Cảm ơn thầy. Hôm nọ bà chủ nhà máy xây lúa cũng có đến gặp chúng tôi, ngỏ cái ý của thầy đấy. Chúng tôi lấy làm cảm động lắm. Chúng tôi cũng có thưa với bà, để nhờ bà thưa lại với thầy cho là chúng tôi lúc nào cũng có lòng quý mến thầy. Nhưng mà cái việc ấy thì xin để thư thả một thời gian nữa. Chúng tôi mới về thầy ạ. Lạ nhà lạ chỗ, chưa đâu vào đâu cả. Mà em Liễu thì nó còn bé lắm, dại lắm. Nó cũng chưa muốn là xa chúng tôi. Thầy hiểu cho nhé. Thầy Tòng mừng rỡ đáp từ. Dạ, thưa bác. Cháu có nghe bà Quỳnh Lợi nói. Cảm ơn hai bác với cô Liễu nhiều lắm. Dạ... cháu thì cũng tới đây là xin làm quen thôi, rồi từ từ. Bà Cường lại ngắt lời. Tiếc quá thầy ạ, hôm nay thầy có lòng đến thăm mà chúng tôi không được biết trước, cho nên sáng nay ông nhà tôi lại dẫn chị em con Liễu xuống Mỹ Tho rồi, lại chiều mới về, tiếc quá. Thầy Tòng thất vọng nén tiếng thở dài. Biết thế thì tắm làm gì cho tốn nước, tốn xà bông. Thầy nán lại một lúc nói chuyện vu vơ rồi cáo từ ra về. Hẹn chủ nhật tuần sau. Bà Cường tiễn thầy ra tận sân và nhắc lại. Vâng, thế thì chủ nhật sau mời thầy lại chơi nhé. Tôi chắc chắn là tôi dặn ông nhà tôi với cái Liễu ở nhà đón thầy. Vâng. Thầy chào. Tòng hai ba lần cúi chào rồi hân hoan lên xe phóng ra quốc lộ. Thầy sẽ chạy thẳng ra chợ quận, tự thưởng cho mình một tô hủ tiếu đặc biệt, ít bánh nhiều thịt để ăn mừng buổi gặp gỡ hôm nay. Tuy không được gặp Liễu nhưng thầy thấy rõ được cảm tình của bà Cường đối với thầy như thế là quá tốt rồi, bởi nó sẽ mở đầu cho những ngày thân thiện sắp tới. Thầy tin rằng những gia đình Bắc Kỳ nghiêm ngặt như nhà Liễu, nề nếp trên dưới vẫn còn chặt chẽ lắm, cho nên nếu bà mẹ bằng lòng thì cứ sự thường là chuyện hôn nhân giữa thầy và Liễu sẽ xuôi buồm thuận gió. Chủ nhật kế tiếp đúng hẹn, thầy Tòng lại tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ mới, thắt cà vạt to bản, phóng Honda C90 đến nhà Liễu và ở lại ăn bữa cơm đầu tiên với gia đình ông Cường. Từ đó, tiếng đồn trong xã càng ngày càng lan rộng. Vì thầy là nhân vật tai mắt ở Long Hưng, bà Huỳnh Lợi, người làm mai cho thầy, mang bản tin thắng lợi nói với mọi người đến xay lúa. Thầy Tòng á, gì đi với cổ thiệt xứng đôi ghê. Tại nay trai tại gái sắc là vậy đó. Ở quán cà phê đầu chợ của chị Năm, mỗi buổi sáng,
khách uống cà phê nhàn rỗi cũng thường đem chuyện tình của thầy ra làm đề tài bàn tán, rất hăng say. Chị Năm vốn có thiện cảm với trung đội trưởng Nguyễn Văn Nô, nên bực mình than với mọi người. Cái con nhỏ Bắc Kỳ thiệt là cái đồ cà chớn à. Hồi chú Sáu còn ngoài này nè, ngày nào nó không đi với chú Sáu tới tiệm tôi. Mới đó đó mà tấp vô cái ông thầy giáo tầm rồi à. Rồi đây mai mốt chú Sáu trở về coi cầu, không biết nó tính sao với người ta đây nữa. Khách trong quán nghe chị Năm nói chia hẳn làm hai phe, người bênh vực Sáu Nô, người hỗ trợ thầy Tổng, mà bên nào cũng có lý cả. Thế rồi từ đó, cứ vài ngày một lần, thầy Tòng ghé thăm ông bà Cường và cô Liễu, quần áo bảnh bao, mái tóc dính bết brilliant tin và dầu dừa, lâu lâu còn móc vào cổ cái cà vạt thời trang to bản bằng con dao phay made in Chợ Lớn rất sặc sỡ. Để giải thích cho cái cà vạt ấy, thầy thường nói với ông bà Cường: "Dạ, cháu mới đi đám cưới trong dàm xẻo tre về, sẵn ngăn đi tóc vô thăm hai bác." Thầy thích thắt cà vạt, thành ra tuần nào thầy cũng phải làm bộ đi ăn uống những đám cưới tưởng tượng trong các thôn xóm hẻo lánh mà ông bà Cường không bao giờ dám mon men tới vì Việt Cộng lẩn khuất trong đó. Một hôm Liễu tình cờ khám phá ra thằng em cô học môn nào cũng đứng nhất, mặc dù nó rất lười và dốt. Cô bực lắm, học trò trường làng nói chung trình độ đã kém học sinh thành thị, nay lại được thầy giáo thiên vị một cách lộ liễu như thế này, thì suốt đời không theo kịp thiên hạ. Vốn đã không ưa thầy lắm, nhân vụ này Liễu hoàn toàn thất vọng về thầy. Mỗi lần thầy đến đánh cờ tướng với ông Cường, Liễu ở luôn trong phòng, không ra gặp mặt nữa. Ông Cường cũng bắt đầu chán thầy, vì thầy không biết điều, đánh cờ với bố vợ tương lai mà cứ chiếu bí, lại còn cười hô hố mỗi khi thắng thế được một nước hiểm hóc. Bà Cường thì thấy rõ quen thầy giáo chả có lợi gì. Bà đâm ra nhớ Sáu Nô và mong Sáu Nô trở lại, giữ cầu như xưa, hy vọng thầy ngán mà đừng lui tới nhà bà nữa. Cả ba không ai bảo ai, nhưng cùng tỏ thái độ nhạt nhẽo với thầy Tòng. Dù chủ quan đến đâu, thầy cũng nhận ra mình bị thất thế. Thầy bắt đầu lo sợ và nghĩ nát óc không biết mình đã làm gì để cả nhà hất hồi. Càng không may cho thầy là giữa lúc lơ lửng như vậy, thì Hiệp định Paris ký kết, trường bộ binh Thủ Đức gửi sinh viên về khắp nông thôn làm công tác dân sự vụ, giải thích chương trình bình định, giành dân giữ đất. Xã Long Hưng tiếp nhận một ông sinh viên sĩ quan rất trẻ, ban ngày theo xã trưởng đi công tác, ban đêm ngủ luôn tại cầu Long Hưng, trong hầm của nghĩa quân cho an toàn. Gặp bóng hình mới với hai con cá vàng thêu trên cổ áo trey, trông vừa thư sinh vừa bụi đời, Liễu hồi hộp lắm. Chiều chiều khi định tên chàng sinh viên sĩ quan về cầu cởi quần áo lao xuống sông tắm, Liễu thường ra đứng vơ vẩn ngoài sân, cố ý để định trông thấy. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, chàng đến hỏi thăm, ngỏ ý nhờ Liễu nấu cơm tháng cho chàng trong suốt thời gian công tác tại đây. Liễu để ý thấy Sáu Nô thường đến với nàng trong cái phong thái của một quân nhân khệnh khạng kiểu cách. Thầy Tòng thì đến với nàng bằng cái vỏ bề ngoài của một công tử miệt vườn. Cả hai đều cứng nhắc, phô trương, trong khi Định hết sức thoải mái, luôn luôn chỉ có bộ quân phục tác chiến với cái nón sắt sẵn sàng dùng làm ghế ngồi. Nàng yêu cái vẻ tự nhiên của Định bởi nó cho thấy sự tự tin toát ra từ trong lòng, không cần phải đóng kịch. Sự xuất hiện của chàng sinh viên sĩ quan Bắc Kỳ trẻ trung và học thức làm lu mờ hẳn cả trung đội trưởng nghĩa quân Nguyễn Văn Nô lẫn thầy giáo làng Võ Văn Tòng. Đúng là trời đưa Định đến cho Liễu, đôi bên cùng liếc, đôi lòng cùng ưa. Ngày ngày sau bữa cơm chung với cả gia đình Liễu, Định đã ngang nhiên ở lại theo Liễu ra sân, ngồi bên nàng phụ nàng rửa chén, bởi Định biết rõ Liễu có cảm tình sâu đậm với mình. Thôi thì cứ coi đó như một công tác dân sự vụ mà trường sĩ quan đang giao phó. Định ân cần hỏi: "Vùng này toàn người nam sao gia đình Liễu lại có mặt ở đây?" Liễu buồn rầu đáp: "Chính em cũng không biết tại sao nữa. Đang ở Sài Gòn thì bố em đùng đùng bán nhà bắt dọn về đây." Định kéo khúc củi lại làm ghế ngồi xuống và bảo: "Về đây chắc buồn lắm nhỉ, bạn bè không có." Liễu gật đầu: "Vâng, buồn lắm. Em chỉ mong quay về Sài Gòn, nhưng chả biết làm cách nào. Anh nói đúng, không có bạn, không có người quen. Thành ra gặp anh, em thấy như là quen lâu lắm rồi." Câu nói đưa đẩy lộ Liễu làm Định càng thêm mạnh dạn. Chàng đề nghị: "Anh ở chân cầu em biết rồi đấy, một mình anh thôi, không có ai quấy rầy. Cái hầm đó hồi trước là dành cho ông thiếu úy Trị, bây giờ ông ấy về lại chi khu,
Ban Ba Chi Khu giao cho anh. Thỉnh thoảng em ra chơi với anh. Anh có mang theo mấy cuốn tiểu thuyết Quỳnh Giao. Em thích đọc thì lấy về mà đọc. Liễu hân hoan đáp: Vâng, lát nữa em ra anh cho em mượn nhé. Định hiểu đó là một lời hẹn hò, anh đứng dậy cáo từ về trước. Ông bà Cường ngồi uống trà ngoài sân lo lắng nhìn nhau. Bà Cường không khắt khe với con gái, bởi bà biết lỗi ở chồng bà đã đưa con về chốn cô đơn này. Gặp người như Định, con bà không thể không chú ý. Nhưng bà chỉ sợ con gái bà hấp tấp khi chưa có thì giờ tìm hiểu gốc gác chàng trai xa lạ kia. Với Định dĩ nhiên bà thấy vượt hẳn cả Sáu Nô và thầy Tòng. Nhưng đã chắc gì Định thật lòng muốn gắn bó lâu dài với con bà, hay chỉ muốn làm quen qua đường mà thôi. Rửa chén xong, Liễu lấy quần áo đi tắm. Khác với thầy Tòng, nhà ông Cường có buồng tắm sau bếp, nước thì vẫn gánh từ ngoài sông đổ vào và đánh phèn như mọi người, hoặc hứng nước mưa từ máng xối chảy thẳng xuống. Thấy Liễu thay bộ đồ mới bước ra, bà Cường ngước lên hỏi: Đi đâu thế con? Liễu thản nhiên đáp: Dạ con ra cầu mượn anh Định mấy cuốn sách. Ông Cường không ngăn cản, chỉ dặn một câu thủ tục: Nhớ về sớm, nhất là đừng có la cà quán cà phê. Ông Cường không cần nói hết câu, Liễu cũng hiểu ý bố. Vì khoảng thời gian gần đây Việt Cộng hay đặt chất nổ những quán giải khát, nơi lính tráng tụ tập trước giờ hành quân buổi sáng hoặc chuẩn bị đi kích ban đêm. Liễu vừa bước đi vừa đáp: Vâng, con về ngay mà. Tuy nói vậy, nhưng khi tới chân cầu chui vào hầm bao cát nóng hừng hực của Định, Liễu không nhấc chân về được ngay. Nàng nói: Sách đâu, cho em mượn vài cuốn, em đọc nhanh lắm. Định bạo dạn nắm bàn tay Liễu, kéo nàng ngồi xuống ghế bố. Anh có cả chục cuốn đây này, em muốn lấy mấy cuốn cũng được, nhưng mà ngồi đây với anh một chút đã. Liễu làm bộ từ chối: Không được đâu, em phải về, bố mẹ em mắng chết. Tuy nói vậy nhưng Liễu cũng ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh căn hầm nhỏ, có lỗ châu mai ở cả ba phía. Cầu có máy điện riêng cung cấp cho Định một ngọn đèn tròn treo ngay ở đầu giường, khiến căn hầm đã nóng lại càng nóng hơn. Liễu rủ Định ra ngoài, ngồi trên tảng đá trong khoảng không gian mờ tối không ai trông thấy. Cả hai thòng chân xuống dòng nước, gió sông hắt lên nhẹ nhẹ dịu mát. Cũng chính nơi đây, Liễu đã từng ngồi với Sáu Nô đêm dã tử, từng nghe Sáu Nô thể non hẹn biển. Giờ này chắc hẳn trong rừng sâu, chẳng nghĩa quân đa tình ấy vẫn đang tha thiết nhớ Liễu không phút nào nguôi. Và chẳng bao giờ ngờ được rằng chỉ mới có gần nửa năm xa cách mà Liễu đã quen đến hai người đàn ông khác. Định quàng cánh tay qua lưng Liễu, rồi có lúc bạo dạn vòng hẳn về phía trước, bàn tay chạm vào ngực Liễu và cứ đặt ở đó khá lâu mà Liễu chẳng có phản ứng gì để chống lại. Định cười cười úp mặt vào vai Liễu và thầm cảm ơn trưởng sĩ quan Thủ Đức đã cho chàng đi công tác chuyến này. Liễu ngây ngất quên cả thời gian, quên hẳn lời bố dặn là phải về sớm. Cả tiếng đồng hồ sau, đứa em Liễu phải chạy ra gọi, Liễu mới miễn cưỡng đứng dậy ra về sau khi hôn vào má Định và thì thầm bảo: Thôi anh ngủ ngon nhé, tối mai em lại ra đây với anh. Hai chị em Liễu về gần tới nhà, Định mới sực nhớ Liễu ra gặp Định để mượn sách. Định vội chui vào hầm, vớ đại cuốn tiểu thuyết xong ngoài, chạy theo đưa cho Liễu. Cuộc tình này nở mau chóng quá đến độ bà Cường đâm ra lo lắng. Bà bảo Liễu: Nó chỉ ở đây có vài tháng thôi, mày gian díu với nó, mai kia nó mãn hạn công tác đi nơi khác, bóng chìm tầm cá biết đằng nào mà tìm. Rồi cuối cùng phần thiệt thòi cũng về mày thôi con ạ. Bà nói thế bởi lần đầu tiên bà thấy con gái hăng say đi uống cà phê với Định, ngồi chung xe lam vào tận chợ Cái Bè ăn hủ tiếu và đón xe đò đi Bắc Mỹ Thuận mua trái cây. Thậm chí buổi tối, Liễu cứ chui vào hầm bao cát của Định, ôm nhau tâm sự đến khuya mới về. Liễu biết mình đang gặp một mối tình lớn, cô cũng biết thời gian dành cho hai người không có bao lâu, nên cô phải chủ động căn vặn Định đủ điều về gia thế, địa vị, học vấn, nghề nghiệp và sở thích của Định. Định không giấu giếm Liễu, nằm với nhau trong căn hầm nóng bỏng đến độ không ai mặc quần áo. Định hứa với Liễu khi về trường sẽ xin ra đơn vị gần nơi Liễu ở, đó là tiểu khu Định Tường, rồi từ tiểu khu xin xuống Cái Bè là có thể ngày ngày gặp nhau được. Vài tháng sau, Định trở lại Thủ Đức, xã Long Hưng có đến ba người sầu khổ. Thầy giáo Tòng thất tình nhậu nhẹt be bét vào lớp chỉ ngáp mặt và rình rập để phạt thằng em Liễu quỳ hàng giờ đồng hồ ngoài sân cờ. Trung đội trưởng Sáu Nô thao thức trong rừng sâu, chưa hề biết Liễu đã thay lòng đổi dạ, cứ ôm mộng một ngày được đổi ra quốc lộ để gặp lại người xưa. Còn Liễu thì thẫn thờ hướng về trường bộ binh Thủ Đức, vừa dệt mộng vừa băn khoăn. Định về trường được 4 tháng thì mãn khóa. Giữ đúng lời hứa, chàng trở lại thăm Liễu trong kỳ nghỉ phép 15 ngày trước khi trình diện cục quân nhu.
là đơn vị đầu tiên của đời binh nghiệp. Định mừng rỡ thấy Liễu không có bầu, mà hình như có hơi đàn ông, Liễu lại đẹp ra thêm. Định xin phép ông bà Cường cho Liễu theo chàng về Sài Gòn ra mắt gia đình. Ông bà Cường không cho, nhưng Liễu cứ trốn đi và ở lại luôn trên đó. Ngày Sáu Nô dẫn trung đội trở lại cầu Long Hưng, lòng buồn như bị nhát dao đâm vào tim. Lúc còn nằm trong đồn, nghe mang máng thầy giáo Tòng tán tỉnh Liễu, Sáu Nô đã nghiến răng thề sẽ đem quân về hỏi tội. Nhưng ra đến nơi, mới hay thầy cũng chỉ là nạn nhân như Sáu. Từ nay, những buổi chiều tà, Sáu Nô hay rủ thầy Tòng ra cầu ngồi nhậu, vu vơ nói chuyện đời. Lắm khi hai người cùng chảy nước mắt, nhìn xuống dòng sông có những cụm lục bình trôi hờ hững.